Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa bài tập của bài 3 phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Chúng ta chữa cái tiết bài tập thứ 2. Từ bài 6, 7, 8, 9, 10, trang 20 và trang 21. Trong giờ trước chúng ta đã làm đến bài số 5 rồi. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp bài số 6. Bài 6 trang 20. Trên bản đồ có tỷ lệ 1 chia 100.000. Một cánh đồng lúa có dạng hình vuông với độ dài cạnh là 0,7 cm. Tính diện tích thực tế theo đơn vị mét vuông của cánh đồng đó. Viết kết quả dưới dạng A nhân 10 mũ N với A lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn 10. Có nghĩa là A nó sẽ trong khoảng từ 1 đến 9, đúng không? Không đến 10, từ 1 đến 9. Đấy, A sẽ bằng khoảng từ 1 đến 9. Đây là cái dạng tổng quát đó, đúng không? Là một số này. Một số này, cái số này là sẽ bằng từ 1 đến 9, đúng không? Nhân với 10 mũ bao nhiêu đó. Đấy. Có nghĩa là ta không viết ra cái kết quả mà nhân ra nó lớn ấy, đúng không? Mà ta thu gọn lại viết thế dạng như vậy. Bây giờ ta có làm bài giải. Ở đây ta có là tính diện tích của cái cánh đồng lúa này. Mà cánh đồng lúa này là hình vuông, đúng không? Dạng hình vuông. Cho nên ta tính diện tích của cánh đồng lúa, ta áp dụng cách tính diện tích của hình vuông sẽ bằng một cạnh nhân với cạnh. Bây giờ ta phải tính xem là cái cạnh thực tế của cái cánh đồng này là bao nhiêu. Ta biết trên tỷ lệ bản đồ là trên bản đồ tỷ lệ là 1 chia cho 100.000. Thì độ dài một cạnh của cái hình vuông của cánh đồng hình vuông này, đúng không? Là 0,7 cm. Một cạnh đó 0,7 cm. Và cái tỷ lệ là 1 chia cho 100.000. Vậy thì trên thực tế nó sẽ là bao nhiêu? Vậy ta phải tính xem là trên thực tế thì cái chiều một cạnh của cái hình vuông, của cái cánh đồng hình vuông này nó là bao nhiêu. Sau đó ta tìm được cái độ dài một cạnh trên thực tế rồi, ta sẽ tìm được diện tích của nó. Ta sẽ làm bài giải bài này, chúng ta làm bằng hai phép tính. Trước tiên ta tính độ dài cạnh hình vuông. Độ dài một cạnh của cánh đồng lúa là, ta đang nói tính, đang nói đến cánh đồng lúa chính là ở ngoài thực tế nhá, đúng không? Ở ngoài thực tế đấy, đúng không? Ta có là 0,7. Vì tỷ lệ là 1 chia cho 100.000 cho nên là ở trên bản đồ là 0,7 cm, thì ở ngoài thực tế nó sẽ gấp 100.000 lần so với cái trên bản đồ này, đúng không? Sẽ bằng 0,7 nhân với lại 100.000. Sẽ bằng 0,7, cho nên ta sẽ lùi dấu phẩy sẽ bằng gì? Đây nhỉ? 5 số 0, đúng không? Như vậy sẽ bằng 0,7 và 5 số 0. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 số 0, đúng không? Ta lùi dấu phẩy sang đây, đúng không? Thì sẽ bóp số 0 đi, sẽ bằng 70.000. cm.
Vậy ta đưa về vì thực tế thì nó không thể đo cm đúng không? Thực tế thì cái độ dài của cạnh của cái ruộng này nó sẽ là đơn vị là mét. Ta sẽ đưa về đơn vị mét. Đấy. 1 mét bằng 100 cm. Vậy từ cm sang mét ta sẽ bớt đi hai chữ số 0. Vậy sẽ còn là 700 mét. Đấy. Bây giờ ta sẽ tính diện tích cánh đồng lúa ở ngoài thực tế. Ta biết một cạnh của nó rồi đúng không? Muốn tính diện tích của nó ta lấy cạnh nhân cạnh thôi. Chính là 700 nhân với 700, hay còn gọi là 700 bình phương đúng không? Đấy, nhân 700 sẽ bằng 7 nhân 7 bằng 49, và 4 số 0 đằng sau nữa chính là 490.000. Cạnh của nó bây giờ là 700 mét đúng không? Thì đơn vị diện tích của nó sẽ là mét vuông. Bây giờ người ta yêu cầu là viết cái đơn vị cái diện tích này đúng không? Dưới cái dạng với kết quả dưới dạng A nhân 10 mũ N. A thì nằm trong khoảng từ 1 đến 9 đúng không? Sẽ bằng A từ 1 đến 9. Vậy ta không thể lấy 49 được đúng không? 49 sẽ lớn hơn 9 rồi. Vậy ta chỉ lấy 4 thôi đúng không? 4. Đấy. Sẽ bằng này. 49 nhân với 10 mũ 1 2 3 4. 10 mũ 4, đúng không? Như vậy chưa đúng với yêu cầu đúng không? Chưa đúng với yêu cầu của lò bài. Là A ở đây là nhỏ hơn 9, lớn hơn hoặc bằng 1. Đấy, nhưng đây là 49 rồi, nó lớn hơn 9 rồi. Vậy ta phải đưa về nó. Nó bé hơn 9 thì nó phải là 4, đúng không? 4,9 đi, đúng không? Đấy, nhân với lại 10 mũ bao nhiêu đó, đúng không? Vậy ta sẽ làm như nào? Ở đây, bằng 49. 49 nhân 10 mũ 4 ạ, đúng không? 49 ta chia cho 10 thì sẽ bằng 4,9. Như vậy, để cái tích này nó không thay đổi, ta sẽ nhân chia cho 10, đúng không? Chia 10, đấy, rồi ta nhân với 10, đấy. Vừa chia 10 vừa nhân 10 thì kết quả vẫn là thế, đúng không? Bạn xem nào. 49 chia 10 nhân với 10 mũ 4 nhân 10, đấy là dùng cái tính chất giao hoán đúng không? Sao bằng 49 chia 10 là 4,9 nhân với 10 mũ 4 nhân 10 chính là 10 mũ 4 cộng 1 và bằng 4,9 nhân với lại 10 mũ 5. Vậy ta viết kết quả vào đây sẽ đổ ra bằng 4,9 nhân với 10 mũ 5 mét vuông. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 7. Biết vận tốc ánh sáng xấp xỉ bằng 299.792.458 mét trên giây. Và ánh sáng mặt trời cần khoảng 8 phút 19 giây mới đi đến được trái đất. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất xấp xỉ bằng bao nhiêu km? Ở đây người ta cho biết vận tốc đúng không? Vận tốc. Và ánh sáng mặt trời cần khoảng 8 phút 19 giây mới đến được trái đất. Có nghĩa là đây chính là thời gian đúng không? Và khoảng cách từ mặt trời đến trái đất chính là quãng đường. Vậy đây chính là muốn tính khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. Ta sẽ lấy quãng đường nhân thời gian thôi, đúng không? Ta sẽ lấy quãng đường là... À đấy, thì nó lấy vận tốc nhân thời gian thôi, đúng không? Ta lấy vận tốc nhân với thời gian người ta đã cho, đúng không? Mà thời gian đây ta phải đổi ra, đúng không? Từ phút. Ở đây là vận tốc là mét trên giây, cho nên cái này, cái thời gian này ta cũng phải đổi ra đơn vị là giây.
Khoảng cách ở đây chính là quãng đường ấy, đúng không? Chạy bằng vận tốc nhân thời gian. Ta có bài 7. Ta có vận tốc đúng không? Sợ bằng 299.792.458, đúng không? Và vận tốc ở đây người ta cho thời gian nó cho biết là bằng bao nhiêu? 8 phút 19 giây. Đấy. Bài giải. Người ta viết để cho nó dễ nhìn đúng không? Bài giải. Trước tiên ta sẽ ở đây thì số nó đây là mét trên giây đúng không? Đấy. Số nó hơi nhiều đúng không? Ta sẽ đưa về dạng xấp xỉ đi, đúng không? Ta có 299.792.458. 299 triệu thì gần bằng 300 triệu rồi, đúng không? Ta đưa về xấp xỉ là 300 triệu. Đấy. Nó sẽ bằng xấp xỉ là 3 nhân với 10. 6, 7, 8 số 0 là 10 mũ 8 mét trên giây. Và cái thời gian này ta cũng đổi sang đơn vị giây, đúng không? 8 phút 19 giây sẽ bằng 1 phút bằng 60 giây, đúng không? Vậy 8 phút sẽ bằng 8 nhân với 60 giây. Đấy. 8 phút 19 giây sẽ bằng 8 phút 60 giây. Cộng với 19 giây nữa. Đấy. Thì bằng bao nhiêu? 8648 cộng 19, đúng không? Đấy, 19 giây đấy, 19 giây đấy. À, ta viết vào đây, đúng không? Sẽ bằng 499 giây. 499 giây ta đưa về xấp xỉ đi. 499 là 500 đi, đúng không? 500 giây. Và đổi sẽ bằng xấp xỉ là 5 nhân với 10 mũ 2 giây. Bây giờ ta sẽ tính khoảng cách giữa mặt trời và trái đất. Là bằng vận tốc là 3 nhân 10 mũ 8 nhân với thời gian là 5 nhân 10 mũ 2 giây, đúng không? Sẽ bằng 3 năm là 15 nhân với 10. 10 mũ 8 nhân 10 mũ 2 bằng 10 mũ 8 cộng 2 là 10 mũ 10. Ở đây đơn vị là mét trên giây. Còn thời gian là giây, như vậy nó sẽ ra khoảng cách sẽ là đơn vị là mét, đúng không? Và đây người ta yêu cầu là hỏi là xấp xỉ bằng bao nhiêu km, cho nên ta phải đổi ra bằng km, đúng không? Từ mét sang km thì 1 mét bằng 1.000 km. À, 1 km bằng 1.000 mét. Rồi. Đấy. Vậy thì từ mét đúng không? Từ mét đổi sang km thì ta sẽ bớt đi 3 chữ số 0. Từ mét sang km ta sẽ chia cho 1.000. Như vậy sẽ bằng 15 nhân với 10 mũ 10 chia cho 1.000 chính là 10 mũ 3, đúng không? Sẽ bằng 15 nhân với 10 mũ 10 trừ 3 chính là bằng 15 nhân với 10 mũ 7. Đấy. Km.
Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài số 8. Bài 8 đây. Chúng ta sẽ chữa bài số 8. Hai mảnh vườn có dạng hình vuông. Mảnh vườn thứ nhất có độ dài cạnh là 19,5 m. Mảnh vườn thứ hai có độ dài cạnh là 6,5 m. Diện tích mảnh vườn thứ nhất gấp bao nhiêu lần diện tích mảnh vườn thứ hai? Muốn biết là diện tích mảnh vườn thứ nhất, đúng không? Gấp bao nhiêu lần diện tích của mảnh vườn thứ hai thì ta phải lấy diện tích của mảnh vườn thứ nhất chia cho diện tích của mảnh vườn thứ hai, đúng không? Mà ở đây người ta chưa cho biết là diện tích của hai mảnh vườn này là bao nhiêu, mới chỉ biết là độ dài cạnh của mỗi mảnh vườn đó thôi. Vậy thì trước tiên ta phải đi tìm diện tích của hai mảnh vườn đó. Và muốn tính diện tích của hai mảnh vườn này, vì hai mảnh vườn này là diện tích, nó là hình vuông, nên ta tính diện tích của nó bằng cách là lấy độ dài một cạnh nhân với cạnh, hay chính là bằng cạnh bình phương. Đấy. Chúng ta làm bài giải. Trước tiên ta sẽ tìm diện tích của mảnh vườn thứ nhất. Mảnh vườn thứ nhất có độ dài là 19,5. Ta có thể lấy 19,5 nhân 19,5 hoặc là 19,5 bình phương cũng được, đúng không? Sẽ bằng. Ta thực hiện bằng máy tính, ta sẽ ra là 380,25. Ở đây nó là mét, vậy thì diện tích của nó sẽ là mét vuông. Chúng ta lưu ý cái đơn vị diện tích. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm diện tích của mảnh vườn thứ hai. Sẽ là cạnh của mảnh vườn thứ hai là 6,5. Ta có 6,5 nhân 6,5 sẽ bằng là 42,25 mét vuông. Và ta tự tính là diện tích của mảnh vườn thứ nhất. Gấp diện tích của mảnh vườn thứ hai số lần là ta lấy diện tích của mảnh vườn thứ nhất là 380,25 chia cho diện tích của mảnh vườn thứ hai là 42,25 và sẽ bằng 9 lần. Vậy ta kết luận, vậy diện tích của mảnh vườn thứ nhất gấp 9 lần diện tích của mảnh vườn thứ hai. Cái câu này chúng ta tự ghi nhé. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 9. Chu kỳ bán rã của nguyên tố phóng xạ uranium 238 là 4,468 x 10 mũ 9 năm. Nghĩa là sau 4,468 x 10 mũ 9 năm thì khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn lại một nửa. A. 3 chu kỳ bán rã của nguyên tố phóng xạ đó là bao nhiêu năm? B. Sau 3 chu kỳ bán rã, khối lượng của nguyên tố phóng xạ đó còn lại bằng bao nhiêu phần khối lượng ban đầu? Ta có chu kỳ bán rã của nguyên tố phóng xạ đó là 4,468 x 10 mũ 9 năm. Đấy. Có nghĩa là sau cái từng này năm
thì cái khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn lại bằng một nửa. Vậy đây chính là một chu kỳ bán dã, đúng không? Vậy vậy ý A người ta hỏi là ba chu kỳ bán dã của nguyên tố đó, của nguyên tố phóng xạ đó là bao nhiêu năm? Vậy thì ba chu kỳ sẽ bằng ba nhân với các số năm của một chu kỳ, đúng không? Vậy ta làm bài giải ba chu kỳ bán dã của nguyên tố phóng xạ đó là một chu kỳ thì nó từng đến năm, vậy ba chu kỳ nó là bao nhiêu năm? Ta nhân lên, đúng không? Nhân 3. 3 nhân 4,468 nhân với 10 mũ 9 nó sẽ bằng 468 nhân 19. Ta lấy 3 nhân mấy 4,468 sẽ bằng, nhân ra vào máy tính đi, 13,404 nhân 10 mũ 9 5. Ta có thể đưa về bằng 1,3404 nhân với lại 10 mũ 10 năm. Ý B, đây là ý A đúng không? Ý B. Vậy thì sau 3 chu kỳ bán dã, khối lượng của nguyên tố phóng xạ đó còn lại bằng bao nhiêu phần khối lượng ban đầu? Ta có một chu kỳ bán dã, thì khối lượng sau một chu kỳ đúng không? Sau một chu kỳ bán dã thì khối lượng của cái nguyên tố đó bằng 1/2 khối lượng của nguyên tố đó ban đầu, đúng không? Vậy thì sau 2 chu kỳ bán dã sẽ là 2 nhân 1/2. À, sẽ là 1/2 nhân 1/2, đúng không? Sau 3 chu kỳ bán dã thì sẽ là 1/2 nhân 1/2 nhân 1/2. Đấy. Một chu kỳ bán dã là một phần, còn 1/2 đúng không? Vậy sau một chu kỳ nữa thì nó sẽ bằng một nửa của 1/2 này, đúng không? Chính là 1 nhân 1/2 nhân 1/2. Đấy. Đây chính là sau 2 chu kỳ bán dã. Vậy sau 3 chu kỳ bán dã thì nó lại bằng một nửa của cái của khối lượng hay của cái khối lượng mà sau 2 chu kỳ bán dã này nữa, đúng không? Chính là 1/2 nhân 1/2 đấy, đúng không? Đấy. Thì chính là nó bằng 1/2 nhân 1/2 nhân 1/2. Và sẽ bằng 1 nhân 1 nhân 1 trên 2 nhân 2 nhân 2, đúng không? Sẽ bằng 1 mũ 3 trên 2 mũ 3, chính là bằng 1 trên 2 mũ 3, đúng không? Vậy ta có ý B. Sau 3 chu tiếp theo ý B là 1989 nhân với 10 mũ 27 kg. Ta thấy này, ở cái trên này nhá là 3844 nhân 10 mũ 2 bằng 3844 nhân với 10 mũ 5. Có nghĩa là khi ta nhân, ta coi cái này là một tích đi, đúng không? Thì ta nhân cái này, cái thừa số này với lại, ta chia thừa số này cho 1000, đúng không? Thì ta sẽ nhân cái thừa số này với 1000. Đó. Nhân với 1000 chính là ta nhân với lại 10 mũ 3. 10 mũ 3 nhân 10 mũ 2 chính là bằng 10 mũ 5, đúng không? Đấy. Như vậy thì ở đây, vì A nhỏ hơn 10 lớn hơn bằng 1 thì không thể bằng 19,89 được, đúng không? Nó sẽ bằng 1,989. Như vậy ta đã chia cái này cho 1000 rồi, vậy ta sẽ nhân cái này với 1000, đúng không? Nhân 1000 chính là 10 mũ 3.
10 mũ 27 nhân 10 mũ 3 chính là 10 mũ 27 cộng 3 chính là 10 mũ 30 kg. Tương tự như vậy, ý C, khối lượng của sau mộc khoảng 1898 nhân với 10 mũ 24 kg, ta cũng viết bằng 1,898 nhân với 10 mũ, ở đây 24 cộng 13 là 27 kg. Bài 11 là sử dụng máy tính cầm tay, nút lũy thừa. Ở một số máy tính nút lũy thừa có dạng là x như thế này đúng không? Nút phân số đây, đấy, nó có biểu tượng rất là dễ nhìn đúng không? X mũ bao nhiêu đó đúng không? Phân số bao nhiêu trên bao nhiêu đúng không? Đấy, nút dấu phẩy ngăn cách phần nguyên và phần thập phân của số thập phân là cái nút có dấu như này đúng không? Nút chuyển xuống để ghi số hoặc dấu, nút chuyển sang phải để ghi số hoặc dấu. Ví dụ ở đây, tính 0,35 bình phương thì ta sẽ làm như nào, đúng không? Ta ấn 0, phím số thì ta vẫn bấm phím số rồi đúng không? 0,35 ta vẫn bấm là 0,35 rồi, 2 vẫn là 2 rồi, đúng không? Phẩy thì ta thay bằng cái gì đây? À, chính là cái nút này, đúng không? 0 này, phẩy này, 35. Mũ ở đây chính là lũy thừa đúng không? Ta ấn vào cái phím lũy thừa này, sau đó bấm 2 đúng không? Có nghĩa là lũy thừa 2. Và bấm dấu bằng thì sẽ ra kết quả. Đấy. Ở đây -3/4 mũ 3. Thì đây là phân số đúng không? Ta chọn biểu tượng phân số nhá. Biểu tượng phân số này. Đấy chưa? Nút có phân số ấy. Và đây có ngoặc đúng không? Vậy ta phải bấm ngoặc trước đúng không? Mở ngoặc, đóng ngoặc đúng không? Mở ngoặc này, đóng ngoặc này đúng không? Có mở ngoặc, rồi ta chọn cái nút phân số, sau đó ta ấn -3 đúng không? Bấm phím -3, trừ này, nó có dấu trong ngoặc này, trừ trong ngoặc đơn ngoặc kép này đúng không? Trong ngoặc đơn này, nó có đấy chính là dấu âm đúng không? Trừ rồi dấu 3, rồi ấn cái dấu này, cái phím có dấu xuống này để chuyển xuống bên dưới ghi cái số bên dưới đúng không? 4. Rồi, tiếp theo chuyển sang bên phải để ghi dấu tiếp theo là dấu đóng ngoặc đúng không? Đấy. Mũ 3, vậy mũ thì là lũy thừa đúng không? Ta ấn cái phím lũy thừa này đúng không? 3 và bằng thì sẽ ra kết quả là như này. Vậy tương tự như vậy, với các phép tính còn lại này chúng ta sẽ sử dụng máy tính nó làm tương tự đúng không? Lần lượt từng bước, từng cái nút như kia. Giờ học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu xem video chúng ta cảm thấy dễ hiểu thì chúng ta hãy đăng ký kênh để theo dõi các video mới tiếp theo và like chia sẻ cho các bạn khác cùng xem. Hẹn gặp lại các em ở trong bài học tiếp theo.